Kính thưa quý vị, ở trong phần đầu đó thì bác sĩ Đông Xuyến đã đưa ra, Ngọc Lan đưa ra cái trường hợp cụ thể của mình, và bác sĩ Đông Xuyến đã đề nghị một cái cách giải quyết khi mà giữa cha mẹ và con cái có những cái mối xung đột, có những cái bất đồng, thì mình phải làm như thế nào để mà giải quyết được những cái sự bất đồng đó. Xin mời chị tiếp tục. Thì cái phần kế tiếp mà mình muốn nói đó là ngay cả mà mình làm hết cái đó rồi nhưng mà nó vẫn không muốn bỏ cái gì hết, có chuyện đó có thể xảy ra, mình phải luôn luôn với có kế hoạch A, kế hoạch B. Kế hoạch A là như vậy mà kế hoạch B có thể nó không xảy ra, thì mình cũng có thể nói với con, mình cũng có thể nói là mẹ mẹ thấy là con đã chọn hết cái ưu tiên rồi và con có rất nhiều ưu tiên rồi mà con chưa có thể con bỏ được cái gì cả. Mà cái này thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của con, ảnh hưởng sức khỏe của gia đình nữa, bố mẹ rất mệt. Nếu như vậy mẹ có thể đề nghị cái gì được không? Mẹ có thể đề nghị được không? Hay là xong đó mình có thể con nghĩ sao bây giờ vậy đi, con dành cái thì giờ mà con có đó, con làm cái gì cho nó vui để nó giảm stress. Con giảm stress thì con mới làm được mấy cái kia. Thì thay vì con làm cái chuyện đó thì con làm cái chuyện khác cho nó giảm stress đi, thay vì con chạy theo cái đó thì con chọn những cái đó với cái giảm stress. Stress thì nó sẽ mọi việc của con làm nó sẽ còn chất lượng hơn nữa. Thì con nghĩ sao? Mình đề nghị thôi, mình đề nghị. Mình đề nghị thôi và mình vẫn đi theo cái hướng mà mình muốn. Nhưng mà mình cho một cái góp ý, con alternate, con thử, con thay đổi cái đó bằng một cái gì khác nó vui cho con không có bị stress. Thì con thấy sao? Đại khái như vậy. So mình vẫn có thể đề nghị được và mình vẫn có thể hướng em đi được, nhưng mà nãy giờ Lan thấy đó là mình luôn luôn ghi nhận, luôn luôn ghi nhận cái ưu tiên của em và những cái giá trị quan trọng của em để cho em cảm thấy là mình thực sự tôn trọng và mình thực sự quan tâm đến những điều em quan tâm. Cái đó là cái key nha, cái đó là cái chìa Ngọc khóa. Lan nghĩ nếu như mà nhiều phụ huynh đó nghe được những cái chia sẻ này á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái điều nó bổ ích, bởi vì những cái điều mà chị Đông Xuyến vừa nói đó, em thấy ví dụ như thằng nhóc ở nhà nó về nó hay kể, nó rơi vào trường hợp của bạn nó, giống như là cũng cũng một em ở trong trường tham gia rất là nhiều hoạt động, nó giống như là một cái đứa mà cho những đứa khác nhìn theo thấy thích lắm, tại vì nó làm được nhiều, nhưng mà đùng một cái nó học, cái nó bị drop xuống một cái môn gì đó, cái thế là về mẹ của em đó nên nộp, không được làm bất kỳ một cái gì hết, phải bỏ hết, chỉ học thôi, vô trường nói với thầy cô không cho tham gia thế này. Thì tự dưng Trời quá. cái em đó nó bị giống như nó rơi vào một cái tình trạng mà những đứa bạn khác nhìn giống như nó, Tội tụi nó nghiệp, cùng hoàn nó cảnh, bị nó mặc cảm hiểu nữa. và nó hiểu, nó nói tại sao mà bố mẹ bạn nó phải làm như vậy, vân vân đó. Hay là nó có nhiều Thành ra cái nó mà em thấy như nghĩ vậy, nó nó lại sợ nó thấy bị y chang như vậy. em thấy mà mình tự nhiên mình cũng cảm thấy là nó tội nghiệp cho những cái em học sinh đó, nó đang có những cái dự định, nó đang có cái kế hoạch của nó, thì một cái là cha mẹ cho dẹp hết. Và quý vị biết là khi các em nó thích những cái điều mà cái điều lành mạnh như vậy, sinh hoạt trong trường, tham gia, thực sự ra khi làm như vậy là các em gặp bạn bè, các em vui đùa, các em làm việc chung, nhiều những cái hóa chất rất là lành mạnh tiết ra trong não các em, từ oxytocin đến dopamine đến serotonin, rất là nhiều cái làm cho cái não trạng của em nó khỏe ra, là tại vì nó khỏe ra như vậy các em mới thích. Thành ra là mình phải nhìn cái điều đó nó ở cái khía cạnh sức khỏe nữa, chứ không phải là các em đi chơi với các bạn hay các em làm những công việc đó là vô bổ, ngoài cái chuyện mà về có cái ý nghĩa cho các em thêm kỹ năng sống khi mà liên hệ tiếp xúc với bên ngoài, tạo cho em có cái cảm giác ý nghĩa là mình quan trọng, mình làm được những cái điều quan trọng mà giúp đỡ cho người khác. Bên cạnh đó là những cái hóa chất rất là bổ ích để mà nó tự tiết ra trong não các em khi các em sinh hoạt với cộng đồng xã hội như vậy và đóng góp như vậy, thì nó phải nói là về khía cạnh đó nó rất là lành mạnh cho các em. Thì khi mà mình các em có những cái chuyện mà thì mình giúp các em giải quyết để các em dung hòa, nhưng không có nghĩa là mình tự suy đoán, rồi mình đi vào kết luận rồi mình tự quyết định, mà mình không có nhìn thấy cái quan tâm đến cái giá trị tinh thần của các em và những cái gì quan trọng đối với các em. Mình muốn giải thích với lại quý khán giả, với Lan cái hoạt động não trạng nó như thế này. Nếu như các em không có nhiều những cái sự lựa chọn để giúp cho các em có những cái niềm vui đa dạng khác nhau, và nếu trong cuộc sống của các em có sự căng thẳng nhiều, thì các em sẽ dễ, nếu mà không có nhiều cái sự lựa chọn khác, các em dễ đi kiếm những cái gì mà nó thỏa mãn
cái thỏa mãn cái thỏa mãn tạm thời, những cái thỏa mãn tạm thời của mình, có thể là game, có thể là cái này kia, mà nó có thể thỏa mãn tạm thời làm cho mình cảm thấy vui. Và cái sự thỏa mãn tạm thời đó, lý do là các em không có những cái sự lựa chọn nào khác, hay là các em không không có cơ hội để mà có những cái vui ở những nhiều khía cạnh khác nhau, thì các em sẽ tạo tìm những cái thỏa mãn tạm thời ngay tại chỗ và không cần biết đến cái hậu quả của tương lai. Và thường thường, đặc biệt khi các em căng thẳng hoặc là em đã có những cái chấn động về tinh thần, về những cái vết thương lòng mà có những cái chấn động trong đời sống, thì trong cái não của các em, cái xác suất mà các em đi theo cái khuynh hướng mà tìm những cái gì mà gọi là quick fix, những cái gì mà thỏa mãn tạm thời á, là nó rất cao. Và cái thắng, để cho các em thắng không đi tìm thỏa mãn tạm thời mà phải mà chờ kiên nhẫn để tìm những cái sự mà những cái phần thưởng nó có tính cách giá trị lâu dài hơn á, cái thắng nó không có và nó không có work. Thành ra người ta nghiên cứu cho thấy rằng khi các em có những cái sinh hoạt đa dạng và các em có nhiều sự lựa chọn ở trong đời sống để chơi banh, rồi đi với bạn bè sinh nhật bạn bè, vô trong cái club này club nọ mà nó lành mạnh đó, các em có nhiều rồi thời gian với gia đình, rồi thời gian với lại bố mẹ riêng, rồi nhiều nhiều cái sự lựa chọn, thì cái thắng để cho các em không tìm những cái thỏa mãn tạm thời, cái thắng nó làm việc mạnh hơn. Còn nếu các em không có những cái nhiều cái sự lựa chọn xung quanh thì cái thắng đó nó không có work well. Cái bàn đạp mà thắng là để mà đi không đi tìm cái thỏa mãn tạm thời thì cái đó nó lại không có hoạt động. Thành ra khi các em càng có nhiều sự lựa chọn ở trong đời sống và có nhiều cái exposure, nhiều cái đa dạng để mà làm cho các em vui, thì cái khả năng để các em lựa chọn những cái gì tốt đẹp cho các em không cần phải thỏa mãn tạm thời mà nó có giá trị lâu dài, cái xác suất đó nó sẽ cao hơn và cái khả năng đó nó mạnh hơn. Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp được nhiều cho phụ huynh trong vấn đề là làm sao để giải quyết những cái mối xung đột giữa phụ huynh và con em, cũng như là tạo cho các em có nhiều cái cơ hội để có những cái lựa chọn tốt hơn trong cái đời sống của mình. Cảm ơn bác sĩ Đông Xuyến. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.